Chị, kênh học Misa Online hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh chị căn bản về phân hệ bán hàng trên phần mềm Misa SME.net 2019. Và để vào được phân hệ bán hàng, chúng ta sẽ có hai cách như sau. Ở cách 1 thì anh chị có thể xem bên góc trái màn hình, chúng ta sẽ nhìn thấy phân hệ bán hàng và khi mà anh chị chọn vào đây, mình sẽ chọn đến tab bán hàng và có thể thực hiện thêm được chứng từ bán hàng trên phần mềm. Hoặc là cách thứ hai, anh chị sẽ vào trên menu nghiệp vụ và chọn vào bán hàng. Sau đó mình sẽ chọn đến chứng từ bán hàng nha anh chị. Dạ vâng, thì ở trên này của mình sẽ hiển thị lên cho mình một cái chứng từ bán hàng và anh chị có thể chọn loại chứng từ. Loại chứng từ ở đây nó sẽ bao gồm 4 loại, đó là bán hàng hóa dịch vụ trong nước, bán hàng xuất khẩu, bán hàng đại lý bán đúng giá và bán hàng ủy thác xuất khẩu. Thì hiện tại là mình sẽ thường dùng nhất đó là bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Và em sẽ chọn với chứng từ này. Với cái dòng là kim phiếu xuất kho thì anh chị khi mà mình tích chọn vào đây thì nó sẽ được hiển thị lên cho mình một cái tab phiếu xuất. Trong trường hợp mà anh chị xuất cái mặt hàng đó có ghi nhận tài khoản kho và ghi nhận giá vốn, thì trong trường hợp này em sẽ ví dụ em lập một cái chứng từ vào ngày và mình sẽ có kim phiếu xuất kho thì mình sẽ tích vào tương ứng, và phần mà chưa thu tiền và thu tiền ngay á thì anh chị sẽ chọn tương ứng đúng với cái chứng từ mà mình phát sinh. Ví dụ như trong trường hợp này em thu tiền ngay thì mình có thể chọn được tiền mặt hoặc là chuyển khoản. Khi mà anh chị chọn tương ứng ở trên này rồi thì tiếp bước tiếp theo, nếu mà có khoản lập kèm hóa đơn thì anh chị sẽ tích vào tương ứng ở trên này. Thì khi mà anh chị tích vào thì lập tức ở trên cái phần mà thông tin chung nó sẽ xuất hiện thêm một cái tab hóa đơn nữa. Thì anh chị có thể tích chọn vào đây mình khai báo được cái phần hóa đơn. Còn nếu mà anh chị bỏ tích đi thì cái phần tab hóa đơn này nó sẽ không được hiển thị lên. Thì ví dụ đối với chứng từ phát sinh này thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị là có lập kèm hóa đơn luôn. Và khi mà anh chị chọn đầy đủ các phần thông tin ở phía trên này rồi thì mình sẽ đến bước là mình nhập thông tin chung. Thông tin chung này anh chị sẽ chọn đến khách hàng phát sinh, ví dụ như là công ty cổ phần Hoàn Cầu này, và anh chị sẽ chọn người nộp, địa chỉ và lý do nộp. Thì lý do nộp ở trên phần mềm nó đã mặc định rồi. Nếu mà anh chị muốn dễ phân biệt hơn thì anh chị có thể là mình sẽ nhập cái lý do nộp ở đây. Và sau đó anh chị sẽ khai báo ngày chứng từ, ví dụ như là phát sinh ngày 30 tháng 3 năm 2019. Anh chị sẽ nhập tương ứng vào đây. Và tiếp đến anh chị sẽ chọn sang bên tab là phiếu xuất. Bên tab phiếu xuất này nó sẽ hiển thị lên những cái thông tin được lấy sang bên cái tab phiếu thu kia. Nếu mà anh chị có phát sinh người nhận thì anh chị cũng có thể nhập giúp em tương ứng ở trên này nhé. Và mình sẽ kiểm tra thông tin bên đây đã đầy đủ chưa. Và tiếp theo là anh chị sẽ sang bên tab hóa đơn. Bên tab hóa đơn này mình cũng kiểm tra lại cái thông tin chung. Và như anh chị sẽ thấy là ở bên góc phải của chứng từ nó sẽ có cái phần thông tin hóa đơn. Anh chị sẽ kiểm tra mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn ở đây. Thì cái thông tin ở đây nó đang bị xám màu đi. Và nguyên nhân vì sao nó lại như vậy thì anh chị sẽ lưu ý, đây trường hợp bị xám màu này, bên đơn vị bên anh chị là có phát sinh phần quản lý phát hành hóa đơn. Và để mình xem là mình có chọn cái phần mà quản lý phát hành hóa đơn đó thì anh chị sẽ vào bên phần hệ thống này, tùy chọn, vào bên tùy chọn chung. Bên cái dòng hóa đơn này thì anh chị sẽ thấy mình đang tích vào phần sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn. Thì trong đây mình đang được tích chọn nên nó mới có cái phần mà màu xám như thế này. Thì khi mà anh chị thực hiện cái bước ghi sổ chứng từ rồi á thì nó sẽ hiển thị lên cho mình cấp số hóa đơn ở trên này. Khi anh chị bấm cấp số hóa đơn thì nó mới cập nhật lên thông tin mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn cho mình nhé anh chị. Còn trường hợp mà anh chị có cái phần thông tin hóa đơn này nó có sáng màu lên thì anh chị cũng có thể nhập tay vào được nhé anh chị. Thì phần này một hồi nữa ghi sổ em sẽ cấp số hóa đơn sau. Khi mà anh chị kiểm tra xong đầy đủ các phần thông tin chung rồi thì mình sẽ kiểm tra tiếp ở bước dưới, đó là loại tiền. Thì loại tiền này thì mình đang sử dụng dịch vụ trong nước thì em vẫn sử dụng loại tiền là Việt Nam đồng. Dạ rồi, thì tiếp theo mình sẽ chọn bên tab hàng tiền. Và trong cái cột mã hàng này anh chị có thể chọn đến cái mặt hàng phát sinh. Ví dụ mặt hàng phát sinh của em là điện thoại. Đây ạ, điện thoại Lumia này.
Và anh chị sẽ lưu ý nhé, trong trường hợp mà anh chị có chọn là kim phiếu xuất kho và anh chị chọn đến cái mã hàng, muốn biết là cái mã hàng này mình còn tồn ở trên kho nào, thì anh chị sẽ xem ở cái góc dưới của cái chứng từ này, nó sẽ có phần diễn giải là bấm Ctrl F2 để anh chị xem số lượng tồn. Anh chị bấm vào trong dòng mã hàng và vui lòng đè cái phím Ctrl cùng với F2 ở trên bàn phím nha anh chị. Và khi mà anh chị chọn thì lúc này nó sẽ hiển thị lên cái bảng thông tin là tồn kho của vật tư. Thì anh chị xem được kho hàng hóa của mình nó còn số lượng tồn là 3 cái. Kho hàng hóa nó theo số lô và hạn dùng thì là 5 cái. Mình có thể là mình kiểm tra được cái số lượng tồn ở đây để mình có thể xuất được chính xác hơn. Thì ví dụ trong trường hợp này em sẽ xuất 3 cái điện thoại Nokia Lumia 720 này, và anh chị sẽ lưu ý đối với tài khoản tiền và tài khoản doanh thu này là ở trên phần mềm nó đã mặc định rồi, thì anh chị kiểm tra nếu mà mình muốn chọn cái tài khoản nó phù hợp đối với cái đơn vị bên mình đó, thì mình có thể chọn tương ứng ở trên này nhé. Còn đối với cục tài khoản tiền này nó sẽ phụ thuộc vào cái phần mà chọn cái khoản thanh toán ở cái góc đầu này nha anh chị. Đây là hiện tại em đang thu tiền ngay bằng tiền mặt thì nó sẽ tự động định khoản là tài khoản 1111 của mình luôn. Còn đối với tài khoản doanh thu thì anh chị có thể chọn phù hợp với bên đơn vị bên mình. Rồi số lượng em xuất là 3 cái. Với đơn giá thì anh chị có thể nhập vào tương ứng ở trên này. Trong trường hợp mà mã hàng điện thoại này của anh chị có chịu cái khoản chiết khấu thương mại thì anh chị có thể nhập cái phần trăm ở trên này nhé anh chị ha. Còn nếu mà anh chị có thực hiện việc phân bổ chiết khấu á, thì anh chị có thể chọn phân bổ ở đây và mình có thể nhập cái khoản tiền mà mình cần phân bổ. Ví dụ như là 1 triệu này thì mình có thể chọn theo số lượng hay là chọn theo giá trị hoặc là tự nhập ở trên. Và sau đó anh chị bấm phân bổ thì nó sẽ tự động phân bổ cái khoản tiền chiết khấu cho anh chị ở trên này luôn ạ. Ở đây ạ. Dạ vâng, và anh chị kiểm tra đầy đủ cái thông tin mình đã khai báo đủ chưa, và sau đó mình sẽ sang bên tab thứ hai. Do là mình có lập kèm hóa đơn thì anh chị sẽ kiểm tra rõ ở bên cái phần 2 này nhé. Bên phần 2 này phần trăm thuế, tiền thuế và tài khoản thuế thì trên phần mềm nó đã được thiết lập ở bên phần danh mục rồi, thì sẽ hiển thị lên thuế 10%, và nếu mà đơn vị anh chị đang chịu thuế 5% thì mình sẽ chọn vào tương ứng nha anh chị. Và sau đó anh chị sẽ sang bên tab 3 giá vốn này. Bên tab 3 giá vốn anh chị sẽ xác định rõ là tài khoản kho của mình trên này nó đã đúng chưa. Ví dụ như anh chị cái này mình xuất ở cái kho khác thì anh chị sẽ chọn vào cái kho đúng với trường hợp đang phát sinh bên mình. Thì cái này là đúng với cái kho hàng hóa của em đang theo dõi rồi ạ. Và anh chị lưu ý trong trường hợp này anh chị sẽ thấy ở trên màn hình đơn giá vốn và tiền vốn của em hiện tại nó đang là không. Và để mà cho nó cập nhật được cái số liệu ở trên này thì do là em đang sử dụng phương pháp bình quân cuối kỳ, thì đến cuối kỳ em mới thực hiện cái việc mà tính giá xuất kho, nó mới cập nhật lên đây nha anh chị ha. Còn trường hợp anh chị sử dụng các cái phương pháp khác như là tức thời, phương pháp đích danh chẳng hạn như vậy, nhập trước xuất trước, thì khi mà anh chị bấm ghi sổ cái chứng từ thì lập tức cái đơn giá vốn của mình và cái tiền vốn nó sẽ được cập nhật lên ạ. Thì cái này thì em sẽ tính giá xuất kho sau vào cuối kỳ để cho nó cập nhật lên sau ạ. Và anh chị sẽ sang bên tab thứ tư, đó là thống kê và đơn vị bên anh chị. Cái mã hàng này của mình nếu mà có tập hợp theo công trình hay là đơn đặt hàng, hợp đồng bán hay đối tượng tập hợp chi phí thì anh chị có thể chọn tương ứng ở trên này nhé. Thì khi mà anh chị thao tác xong rồi, mình xem thông tin nó đã đầy đủ rồi, thì anh chị sẽ đến bước là mình sẽ cất lại cái chứng từ này. Dạ vâng, bây giờ mình đã ghi sổ thành công rồi nha anh chị. Và mình sẽ kiểm tra sang tab hóa đơn. Khi mà anh chị ghi sổ thì cái hóa đơn ở đây nó vẫn chưa cập nhật số liệu lên. Thì anh chị sẽ xem ở góc trên chứng từ nó sẽ có cái cấp số hóa đơn. Anh chị bấm vào và mình sẽ kiểm tra lại thông tin hóa đơn nhé anh chị. Chọn lại ngày hóa đơn cho đúng. Và sau đó anh chị sẽ thực hiện đồng ý. Thì lúc này thông tin hóa đơn của mình nó sẽ tự động cập nhật lên trên chứng từ bán hàng mà mình vừa ghi sổ. Dạ, thì đây là cái trường hợp là anh chị lập một cái chứng từ bán hàng bình thường thôi. Còn đối với cái trường hợp mà anh chị lập một cái chứng từ bán hàng và sẽ có một cái trường hợp em nghĩ là chắc anh chị sẽ gặp nhiều, đó là anh chị sẽ thực hiện bước bán hàng trước rồi sau đó mới thực hiện lập cái phiếu xuất kho. Thì trường hợp này anh chị lập một cái chứng từ bán hàng. Đây em vẫn chọn là loại 1 nhé. Và anh chị sẽ bỏ cái phiếu kim
phiếu xuất kho này. Để trường hợp này là mình bán hàng trước mà và sau đó mới lập phiếu xuất kho thì mình có thể bỏ ở đây. Rồi sau đó là anh chị có thể chọn cái hình thức thanh toán. Ví dụ trong trường hợp này em chưa thu tiền, rồi em sẽ chọn và tương ứng. Ví dụ như là em không lập kèm hóa đơn luôn thì em có thể làm bỏ tích vào đây. Thì những cái tab mà thông tin ở đây nó sẽ bị biến mất. Rồi thì bây giờ anh chị sẽ bắt đầu khai báo cái thông tin chung. Ví dụ như khách hàng này của em là khách hàng Phú Thái. Rồi mình sẽ điền đầy đủ các cái thông tin ở trên này. Sau đó là chọn cái khoảng thời gian đó nha anh chị. Và anh chị lưu ý trong trường hợp mà anh chị chọn chưa thu tiền thì ở đây nó sẽ xuất hiện thêm một cái dòng. Đó là điều khoản thanh toán và số ngày được nợ. Trong trường hợp mà anh chị có theo dõi cái khoản nợ dài hạn hay ngắn hạn á, thì mình sẽ chọn cái ngày trên đây và hạn thanh toán ở trên này. Dạ rồi, cái này em sẽ không chọn. Và phần loại tiền này anh chị cũng có thể lưu ý giúp em luôn nha. Thì em hiện tại em sẽ chọn Việt Nam đồng. Và sau đó em sẽ khai báo cái mã hàng. Thì anh chị sẽ lưu ý trong trường hợp mà mình bán hàng trước và vài ngày sau mới có phiếu xuất kho, thì ở trên này nó không có cái phiếu xuất kho và đồng thời nó cũng không có cái tab giá vốn luôn ạ. Thì mình cứ bán hàng như bình thường đi, rồi sau đó là mình sẽ lập phiếu xuất thì nó sẽ lấy lên cái thông tin mà mình khai báo trước đó. Và ví dụ như ở đây là em sẽ chọn đến máy điều hòa. Đây ạ, máy điều hòa này. Rồi, tài khoản công nợ đó là liên quan đến cái khoản thanh toán của em chọn là chưa thu tiền, nó sẽ đưa vào 131. Rồi số lượng em làm là 10 cái với đơn giá là 12 triệu. Cái tỷ lệ chiết khấu nếu mà có phát sinh có cái khoản đó thì anh chị có thể nhập vào, còn không mình có thể để trống luôn nhé anh chị. Rồi anh chị kiểm tra bên tab hàng tiền này đã đầy đủ rồi thì mình sẽ thực hiện sang tab thuế. Rồi đến phần thống kê này, nếu mà cái tên hàng của anh chị có theo công trình, đơn đặt hàng hay là hợp đồng bán đó tụng tập hợp chi phí thì mình sẽ chọn và tương ứng. Sau khi mà anh chị đã kiểm tra đầy đủ rồi thì mình sẽ thực hiện bước cất chứng từ. Bây giờ mình đã ghi sổ được và anh chị sẽ xem ở góc trên này nó sẽ có hai phần để anh chị làm. Đó là lập hóa đơn và lập phiếu xuất. Trong trường hợp là vài ngày sau anh chị lập cái phiếu xuất. Mới lập cái phiếu xuất này thì mình có thể là có hai cách để vào. Một là anh chị mở trực tiếp lại cái chứng từ bán hàng này và mình vào đây mình lập phiếu xuất. Hai là mình sẽ vào bên phân hệ kho và mình sẽ lập phiếu xuất dựa theo cái chứng từ bán hàng này. Và cái phân hệ kho đó thì vài bữa nữa em sẽ có một cái bài hướng dẫn riêng về phân hệ kho nhé anh chị. Dạ rồi, ví dụ như vài ngày sau thì em vào lại bên cái chứng từ bán hàng này và em lập phiếu xuất đi ạ. Ví dụ như là ngày 5 tháng 4. Là em sẽ bấm vào lập phiếu xuất. Thì đồng thời lúc này nó sẽ xuất hiện lên cho mình phiếu xuất kho với cái loại chứng từ là bán hàng. Trên này á, thông tin chung và những cái mã hàng chi tiết nó sẽ được sao chép từ cái chứng từ bán hàng này sang ở bên phiếu xuất kho này luôn ạ. Thì anh chị chỉ cần kiểm tra lại thông tin thôi và những cái thông tin nào còn thiếu thì anh chị có thể bổ sung vào. Dạ rồi, và ví dụ như là phiếu xuất kho này đến ngày 5 anh chị mới lập cái phiếu xuất thì anh chị sẽ chọn vào đây tương ứng. Và anh chị lưu ý nhé, ở trên cái phiếu xuất kho này nó sẽ có phần tham chiếu đến cái chứng từ bán hàng là đúng với cái chứng từ này của mình luôn. Có thể anh chị bấm mở trực tiếp ở trên này. Dạ rồi, và anh chị kiểm tra lại thông tin. Và phía dưới này anh chị sẽ chọn lại cái kho và tài khoản kho đúng của mình ạ. Như đơn giá và thành tiền ở đây anh chị sẽ thấy nó đang bị xám màu đi, là nó sẽ không cho mình điền vào với nguyên nhân là mình đang theo phương pháp bình quân cuối kỳ và phải tính giá xuất kho thì nó mới cập nhật lên được cái giá vốn cho mình nhé anh chị. Rồi anh chị sẽ kiểm tra lại thông tin và khi kiểm tra xong anh chị sẽ bấm ghi sổ lại chứng từ này. Thế là mình đã lập được cái phiếu xuất. Thì đây là trường hợp bán hàng trước và sau đó khoảng thời gian sau thì mới lập phiếu xuất kho. Dạ rồi em sẽ sang bên bán hàng này. Dạ rồi, khi mà anh chị lập cái phiếu xuất kho đó xong rồi á, để mà mình có thể xem được danh sách những cái chứng từ mà mình đã lập trước đó thì anh chị vào bên bán hàng và sang tab bán hàng ở trên này. Ở trên đây anh chị có thể chọn khoảng thời gian để mình lọc lên được những cái chứng từ. Em có thể chọn ở tất cả và bấm lấy dữ liệu. Thì như ở trên đây nó sẽ hiển thị lên cho anh chị một cái danh sách. Anh chị có thể xem được ở phía sau này nó có hai cột, đó là đã lập hóa đơn và đã xuất hàng. Cái nào chưa lập hóa đơn thì nó sẽ hiện là chưa lập, còn cái nào đã xuất thì nó sẽ hiện lên là đã xuất nha anh chị. Có thể là mình lọc điều kiện ở trên này cũng được luôn ạ. Chưa lập. Thì những cái hóa đơn nào mà chưa lập thì anh chị xem
Nếu mà có chứng từ nào đáng ra là nó phải có phát sinh lập hóa đơn thì anh chị có thể bấm trực tiếp vào trong này mà mình sẽ chọn lập hóa đơn tương ứng ở trên. Thì trên này nó cũng cái cách nó lấy lên những cái thông tin nó cũng giống như là lập phiếu xuất luôn ạ. Thì anh chị sẽ kiểm tra lại thông tin rồi bấm cất, thì lúc trên đây nó sẽ có cấp số hóa đơn vì do là em có sử dụng phần mềm quản lý phát hành hóa đơn luôn ạ. Rồi thì tương tự anh chị có thể thực hiện giúp em nhé. Phần này nó rất là đơn giản thôi anh chị. Và trong cái trường hợp mà anh chị lập cái chứng từ bán hàng mà không có tích chọn vào kim phiếu xuất kho, thì trường hợp này ngoài cái lý do là bán hàng trước và xuất kho sau thì nó còn có bán dịch vụ, mình có thể làm ở trên này luôn và anh chị bỏ tích cái phần kim phiếu xuất kho. Như vậy là được ạ. Thì ngoài ra anh chị cũng có thể xem được một số cái phần hướng dẫn đến chứng từ bán hàng, ví dụ như là bán hàng theo hợp đồng, bán hàng theo đơn đặt hàng hay là bán hàng theo báo giá. Thì để mà có thể xem được các phần hướng dẫn đó, anh chị có thể bấm giúp em bên phần giúp ở trên này. Bấm giúp ở trên này hoặc là có thể bấm F1 ở trên bàn phím. Thì lúc này nó sẽ được hiển thị lên cho anh chị một cái trình duyệt web và hướng dẫn cho anh chị chi tiết luôn. Ở đây nó sẽ có các cái loại bán hàng theo báo giá nè, bán hàng theo đơn đặt hàng, bán hàng theo hợp đồng và cái mình thường dùng nhất đó là bán hàng hóa dịch vụ trong nước là như em vừa hướng dẫn vừa rồi cho anh chị luôn ạ. Và sẽ có bán hàng có chiết khấu thương mại, đó là mình sẽ chọn vào cái phần trăm chiết khấu. Thì ngoài ra là nó sẽ có bán hàng thông qua các đại lý hay tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Như thế này thì anh chị có thể là mình bấm vào trong dòng này nó sẽ có định khoản cho anh chị và mô tả nghiệp vụ và ngoài ra nó sẽ có ví dụ và đưa vào trong video hướng dẫn luôn. Và anh chị có thể xem được các bước để mình lập như thế nào trên phần mềm luôn nha anh chị. Ở đây ạ. Và bây giờ em sẽ ví dụ một cái trường hợp đó là anh chị lập chứng từ bán hàng theo đơn đặt hàng. Dạ vâng, bây giờ anh chị sẽ bấm thêm chứng từ bán hàng nhé. Thì trên này ví dụ như anh chị có kim phiếu xuất kho thì mình sẽ tích vào tương ứng và hình thức thanh toán là ví dụ như chưa thu tiền thì anh chị có thể chọn vào đây. Và nếu có lập kèm hóa đơn thì mình sẽ tích chọn vào tương ứng. Và anh chị sẽ thấy ở góc trên này nó sẽ có một cái ô, anh chị thấy nó cũng hơi là lạ đúng không ạ? Thì anh chị sẽ chọn giúp em cái lưỡi rìu này, mình chọn vào cái mũi tên này. Nó sẽ có là mình lập từ báo giá hay là lập từ đơn đặt hàng, anh chị sẽ tích chọn tương ứng, ví dụ như lập từ hợp đồng bán nhưng mà cũng chọn vào đây, lập từ phiếu xuất hay là từ hóa đơn mua hàng hay là chuyển kho. Thì khi mà anh chị chọn vào đây mình sẽ chọn đến trực tiếp được cái chứng từ đó luôn bằng cách là anh chị có thể chọn vào mũi tên này và chọn đến cái số đơn hàng hay là ngày đơn hàng khách hàng nào của mình nó ở trên đây, hoặc là anh chị có thể bấm vào phần tìm kiếm này và mình chọn đến tên đơn hàng của mình có thể chọn vào và bấm đồng ý. Thì anh chị khi mà chọn vào rồi thì ở trên này nó sẽ tự động lấy những cái thông tin mà anh chị đã khai báo ở bên đơn đặt hàng đó link sang ở bên cái chứng từ bán hàng luôn. Và anh chị cũng có thể là mình sẽ kiểm tra lại thôi. Và mình muốn xem lại cái chứng từ đơn đặt hàng đó thì có thể xem ở dòng tham chiếu này. Rồi, mình xem thông tin. Và anh chị sẽ kiểm tra lại, đặc biệt là mình sẽ sửa lại cái ngày phát sinh cái chứng từ đó. Ví dụ như trong trường hợp này anh chị phát sinh vào ngày 6 tháng 4 năm 2019, thì mình sẽ nhập vào tương ứng ở đây. Anh chị kiểm tra lại thông tin, do là mình có kim phiếu xuất thì mình sẽ chọn vào đây. Dạ rồi, và sau đó kiểm tra thông tin mã hàng ở phía dưới xem nó đã lên đúng chưa. Thuế, giá vốn. Như thế này ạ. Ở đây khi mà anh chị sang bên cái tab 4 thống kê này thì anh chị sẽ thấy cái cột đơn đặt hàng của mình nó sẽ được hiển thị lên cái đơn đặt hàng mà mình vừa chọn lúc nãy. Vậy rồi. Thì bây giờ khi mà anh chị kiểm tra là thông tin nó đã đầy đủ rồi, anh chị sẽ thực hiện bước cất lại chứng từ này. Như vậy là xong ạ. Cái việc này nó rất là đơn giản đúng không anh chị? Thì bây giờ đây là đối với trường hợp là anh chị lập những chứng từ bán hàng. Còn em sẽ hướng dẫn tiếp cho anh chị về phần như là trong trường hợp mà anh chị cái phần mà đã lập hóa đơn này anh chị chưa lập á, mà anh chị muốn khoảng mấy ngày sau á, anh chị lập cái hóa đơn thì có trong trường hợp là hóa đơn
giống như là bán hàng trước và hóa đơn về sau như vậy á, thì mình sẽ làm như thế nào? Ví dụ như anh chị đã lập cái chứng từ bán hàng rồi, đây là mình chưa có lập có hóa đơn, và sau đó là ví dụ như cái này là ngày 6 tháng 4 rồi đúng không ạ? Và đến ngày 7 hay là ngày 8 tháng 4 như nào đó thì cái hóa đơn nó mới về, thì mình sẽ thực hiện như thế nào? Thứ nhất là anh chị cũng có thể bấm lít đầu chuột vào đây và mình sẽ chọn là lập hóa đơn, thì nó sẽ hiển thị lên cho mình một cái hóa đơn riêng như thế này ạ. Và nó lấy lên đầy đủ thông tin. Anh chị chỉ cần bấm cất lại và mình sẽ bấm cấp số hóa đơn. Hoặc là cách thứ hai á là anh chị sẽ sang bên cái tab xuất hóa đơn này. Ở đây anh chị có thể là mình xem được cái danh sách. Rồi ngoài ra anh chị có thể bấm thêm được cái hóa đơn bằng cách là khi lên đây rồi anh chị sẽ chọn cái loại chứng từ. Lúc nãy là chứng từ của em là bán hàng trong nước, dịch vụ trong nước này, và mình sẽ chọn được cái chứng từ tương ứng. Ví dụ như chứng từ ngày 6 tháng 4 này. Em chọn vào đây. Thì trên này nó sẽ lấy tham chiếu đến cái chứng từ bán hàng mà em vừa chọn lúc nãy. Như chứng từ này ạ. Dạ rồi, thì ở trên đây anh chị sẽ kiểm tra lại thông tin, kiểm tra lại bên đây cái mình chưa cấp số hóa đơn nên nó chưa có hiển thị lên. Rồi anh chị bấm cất lại cái hóa đơn này và bấm cấp số hóa đơn. Rồi, mình kiểm tra lại thông tin. Ví dụ như cái ngày này là ngày 7 tháng 4 2019, anh chị mới thực hiện bước cấp số hóa đơn, thì mình sẽ chọn đúng cái ngày đó và bấm đồng ý thôi ạ. Thì bây giờ mình đã cấp được số hóa đơn. Dạ rồi, và bây giờ anh chị sẽ đóng lại. Thì vậy là bây giờ là mình đã có được cái số hóa đơn mà mình vừa lập lúc nãy. Sau khi mà anh chị đã cấp xong thì mình sẽ đến cái bước như là, như anh chị sẽ thắc mắc là cái trường hợp mình trả lại hàng bán và giảm giá hàng bán như thế nào. Thì mình có thể xem được cái phần trợ giúp bằng cách là bấm vào giúp ở đây, nó sẽ được hiển thị lên cho anh chị cách lập như thế nào luôn. Thì như ở đây anh chị sẽ thấy trả lại hàng bán của mình, nó sẽ có hướng dẫn chi tiết. Có thể anh chị bấm vào đây để mình xem là lập chứng từ trả lại hàng bán như thế nào nhé. Khi mà anh chị lập ở đây nó sẽ có các bước như là chọn loại chứng từ bán và lựa chọn phương thức giảm trừ. Thì trong trường hợp các chứng từ đó của anh chị nó có ghi nhận về công nợ hay mình chưa thu tiền chẳng hạn như vậy, hoặc là anh chị thu tiền mặt rồi, thì mình có thể tích chọn tương ứng ở đây. Ở trên đây nó sẽ được hiển thị lên và cái những cái khoản nào mà trả lại thì anh chị sẽ chọn tương ứng. Thì trên phần mềm nó sẽ tự động lấy cho anh chị luôn và nó sẽ tự động định khoản cho anh chị cái khoản tài khoản trả lại luôn ạ. Thì em sẽ ví dụ trên phần mềm Misa nhé. Thì đầu tiên chị sang tab trả lại hàng bán và chọn thêm ở góc trên. Thì trên này á anh chị sẽ chọn đúng với cái loại chứng từ đó là bán hàng hóa và dịch vụ. Sau đó là chọn vào cái ví dụ như chứng từ đó của anh chị là trước đó là chưa thu tiền, thì anh chị có thể là mình bấm vào giảm trừ công nợ chẳng hạn như vậy. Hoặc là nếu mà anh chị đã thu tiền bằng tiền mặt rồi á, thì ở đây anh chị sẽ tích vào là trả lại tiền mặt. Nếu mà có kim phiếu nhập kho thì có thể tích chọn vào đây để cho nó tự động lập lên cái phiếu nhập kho cho mình luôn. Và ví dụ như ở đây anh chị sẽ chọn đến cái chứng từ bán hàng. Trong trường hợp này em sẽ chọn vào cái đối với khách hàng là công ty Phú Thái. Thì khi mà chọn xong thì anh chị sẽ lưu ý, nó sẽ lấy lên những cái thông tin của cái chứng từ bán hàng mà trước đó anh chị đã làm. Hoặc là trong trường hợp là anh chị có thể chọn, ví dụ như anh chị có nhiều mã hàng và anh chị chỉ có trả lại một cái loại mặt hàng thôi, thì mình có thể xóa những cái dòng mã hàng còn lại, hay là mình có thể vào đây mình tìm kiếm, nó sẽ có cái phần để anh chị tích chọn. Như ở đây nó sẽ có cái phần hiện lên cho mình những cái mặt hàng. Tại do ở đây là mặt hàng này của em chỉ có một mã thôi nên nó chỉ hiển thị một dòng thôi. Thì anh chị có thể tích chọn vào tương ứng và mình bấm đồng ý. Thì trên này ví dụ như là khi mà anh chị kiểm tra xong cái khoản thông tin, cái đơn giá nhập kho này thì anh chị cũng có thể chọn được hai loại, đó là nhập đơn giá bằng tay hay là lấy từ đơn giá bình quân cuối kỳ. Lấy từ đơn giá bình quân cuối kỳ thì khi nào mà anh chị tính giá xuất kho thì nó mới cập nhật lên được cái đơn giá và thành tiền cho mình nhé. Đây ạ. Được rồi, em sẽ chọn cái thông tin này. Anh chị sẽ kiểm tra bên phiếu nhập và cả hóa đơn của mình luôn. Ví dụ như có thì anh chị sẽ chọn cái khoản thông tin và ký hiệu số hóa đơn trên này. Khi mà anh chị chọn xong đầy đủ các thông tin chung rồi thì mình sẽ kiểm tra xuống dưới mặt hàng ở phía dưới này. Ví dụ như là anh chị trả lại chỉ có một mặt hàng thôi thì mình sẽ nhập vào đây tương ứng. Thì mình sẽ kiểm tra lại thông tin thuế và giá vốn ở đây. Cái đơn giá vốn và tiền vốn này thì khi nào mà anh chị tính giá, do là mình đơn giá này của mình sẽ lấy từ bình quân cuối kỳ, thì khi mà anh chị bấm cất cái chứng từ này xong mình phải tính giá xuất kho thì nó sẽ cập nhật lên đây ạ. Rồi thì anh chị sẽ bấm cất.
Ví dụ như vậy. Thì trường hợp tương tự như việc là anh chị giảm giá hàng bán thì anh chị cũng có thể bấm vào đây thêm chứng từ này và chọn đúng với cái loại chứng từ mà anh chị cần giảm giá. Ở trên này, chứng từ bán hàng thì anh chị cũng có thể chọn vào tương ứng. Và sau đó là mình giảm giá thì anh chị sẽ chọn cái số lượng mình được giảm là bao nhiêu và cái giá mà mình đã được giảm là bao nhiêu nha anh chị. Thì mình sẽ nhập ở trên này. Thì trên đây anh chị có thể bấm vào phần giúp để mình có thể xem được hướng dẫn. Ở đây nó có hướng dẫn rất là cụ thể cho mình luôn rồi. Anh chị lưu ý, ở đây nên mình sẽ nhập cái phần mà đơn giá và thành tiền mà mình được giảm này nha. Dạ rồi, thì tương tự anh chị có thể lập giúp em đối với chứng từ giảm giá hàng bán. Thì khi mà anh chị lập xong được những cái chứng từ này rồi, anh chị cũng có thể là vào kiểm tra được bên báo cáo. Ví dụ như là anh chị xem bên bán hàng, thì mình sẽ bấm vào dấu cộng đầu tiên của bán hàng này sẽ hiển thị ra rất là nhiều cái báo cáo liên quan đến bán hàng. Anh chị có thể in được tổng hợp bán hàng ở đây. Ở trên đây thống kê thì mình có thể là mình chọn theo cái mẫu nào mà mình phù hợp với bên đơn vị mình. Ví dụ như em sẽ chọn là thống kê theo mặt hàng và chọn khoảng thời gian. Dạ rồi, thì ở trên đây thì do là dữ liệu này của em mới phát sinh một số cái mặt hàng thôi, thì nó chỉ hiển thị nhiêu đây thôi ạ. Chiết khấu và số lượng trả lại là bao nhiêu thì nó cũng được hiển thị ở trên này. Và đối với cái phần mà tổng hợp bán hàng này nó có một cái rất là thú vị, thì anh chị có thể bấm vào mũi tên nhỏ bên cạnh nút mẫu này, anh chị có thể xem được cái bảng chi tiết chênh lệch giá vốn và giá bán. Đây ạ. Ở đây em có ba cái mặt hàng nhưng mà đơn giá vốn và tiền vốn của em nó vẫn chưa có cập nhật lên. Nguyên nhân là do em chưa tính giá xuất kho nên nó mới hiển thị lên như vậy nhé anh chị. Khi nào tính giá xuất kho rồi nó sẽ hiển thị đầy đủ các cái phần thông tin giá vốn ở trên này. Thì ngoài ra anh chị cũng có thể mình sẽ bấm trực tiếp vào trong cái từng cái mặt hàng thì nó sẽ xuất hiện lên cho mình sổ chi tiết bán hàng là bao gồm những cái chi tiết ở trong là bao gồm những chứng từ nào. Anh chị cũng có thể là mình sẽ sửa mẫu được bằng cách bấm chuột phải vào trong báo cáo và chọn sửa mẫu để mình lấy lên một số cái thông tin cần hiển thị. Ví dụ như anh chị có phát sinh các cái khoản như là chiết khấu hay là số lượng trả lại hay như thế nào đó, anh chị có thể tích chọn ở trên này. Rồi khi mà tích chọn lên cái đầy đủ các thông tin, em xem ví dụ luôn, giá vốn này à. Rồi tài khoản kho gì, tài khoản giá vốn gì đó thì mình có thể tích chọn nếu mà đơn vị anh chị muốn hiển thị lên, anh chị bấm cất lên thì phía sau cùng này nó sẽ có hiển thị lên cho anh chị tất tần tật những cái cột mà anh chị vừa tích hiển thị ở trên kia. Và ngoài ra trong cái trường hợp mà anh chị kiểm tra cái báo cáo tổng hợp bán hàng hay là sổ chi tiết bán hàng rồi thì anh chị cũng có thể kiểm tra chi tiết công nợ hay là tổng hợp cái công nợ phải thu của khách hàng. Và nó có một số cái như tình hình thực hiện đơn đặt hàng, một số cái nó đặc thù hay là báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn hàng, vân vân. Hay là tổng hợp xuất kho bán hàng thì anh chị cũng có thể là mình sẽ xem được các cái báo cáo tương ứng ở trên này và anh chị có thể in như thế nào để cho đáp ứng được cái yêu cầu của bên đơn vị mình. Dạ vâng, thưa anh chị, là vừa rồi em đã hướng dẫn cho anh chị những bước căn bản trên phân hệ bán hàng của misasme.net. Thì về sau kính mong anh chị sẽ theo dõi tiếp bài số 7 về phần hướng dẫn căn bản về quỹ và ngân hàng, thì kính mong anh chị sẽ đón xem và theo dõi ạ. Em hy vọng là video này sẽ giúp cho anh chị hiểu rõ hơn và thực hiện được dễ dàng hơn ạ. Chúc anh chị thực hiện thành công và bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại.